Tất cả pháp như vậy đều nhập vào pháp giới, vô tướng, vô vi, tánh không. Vì thế này thiện hiện, đức thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Các đại Bồ Tát muốn học pháp giới thì phải học tất cả các pháp. Nếu học tất cả pháp, tức là học pháp giới. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Nếu tất cả pháp đều nhập vào pháp giới không hai không khác thì các đại Bồ Tát vì sao phải học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa? Vì sao phải học tịnh lự đầu tiên cho đến tịnh lự thứ tư? Vì sao phải học từ vô lượng cho đến xả vô lượng? Vì sao phải học định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ? Vì sao phải học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo? Vì sao phải học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện? Vì sao phải học tám giải thoát cho đến mười biến xứ? Vì sao phải học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa? Vì sao phải học tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa? Vì sao phải học pháp nội không cho đến vô tính tự tính không? Vì sao phải học trơn như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ? Vì sao phải học thánh đế phổ tập diệt đạo? Vì sao phải học năm loại mắt, sáu phép thần thông? Vì sao phải học mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng? Vì sao phải học pháp không quên mất, tánh luôn luôn giả? Vì sao phải học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Vì sao phải học viên mãn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ? Vì sao phải học viên mãn các dòng họ lớn như Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Trường Giả, Cư Sĩ? Vì sao phải học viên mãn trời tứ tại thiên vương cho đến trời tha hóa tự tại? Vì sao phải viên mãn trời phạm chúng cho đến trời quảng quả? Vì sao phải học viên mãn pháp trời tịnh cư nhưng không thích sanh về cõi ấy? Vì sao phải học pháp trời không vô biên xứ cho đến pháp trời phi tưởng phi phi tưởng xứ nhưng không thích sanh về cõi ấy? Vì sao phải học phát bồ đề tâm thứ nhất cho đến phát bồ đề tâm thứ 10? Vì sao phải học chứng đắc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Vì sao phải học địa vị của tất cả thanh văn độc giác mà không tác chứng? Vì sao phải học thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật? Vì sao phải học các Đà La Ni và vô ngại biện? Vì sao phải học tất cả đại Bồ Tát đạo và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của Phật? Sau khi đã học như vậy, biết tất cả pháp, tất cả các loại tướng, vị ấy mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, chẳng phải trong pháp giới có các loại phân biệt như vậy, chắc là không có các đại Bồ Tát do việc phân biệt này nên điên đảo phát sanh các hí luận ở nơi không hí luận. Vì sao? Vì trong chân pháp giới hoàn toàn không có việc hí luận phân biệt. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải sắc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lìa sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức chính là pháp giới tức là sắc thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải nhãn xứ cho đến ý xứ, cũng chẳng lìa nhãn xứ cho đến ý xứ. Nhãn xứ cho đến ý xứ chính là pháp giới tức là nhãn xứ cho đến ý xứ. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải sắc xứ cho đến pháp xứ, cũng chẳng lìa sắc xứ cho đến pháp xứ. Sắc xứ cho đến pháp xứ chính là pháp giới. Pháp giới chính là sắc xứ cho đến pháp xứ. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải nhãn giới cho đến ý giới, cũng chẳng lìa nhãn giới cho đến ý giới. Nhãn giới cho đến ý giới chính là pháp giới. Pháp giới tức là nhãn giới cho đến ý giới. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải sắc giới cho đến pháp giới, chẳng lìa sắc giới cho đến pháp giới. Sắc giới cho đến pháp giới chính là pháp giới. Pháp giới tức là sắc giới cho đến pháp giới. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng chẳng lìa nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới chính là pháp giới. Pháp giới tức là nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải nhãn xúc cho đến ý xúc, cũng chẳng lìa nhãn xúc cho đến ý xúc. Nhãn xúc cho đến ý xúc chính là pháp giới. Pháp giới tức là nhãn xúc cho đến ý xúc. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải là các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lìa các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chính là pháp giới. Pháp giới tức là các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn,
Pháp giới chẳng phải địa giới cho đến thức giới, cũng chẳng lìa địa giới cho đến thức giới. Địa giới cho đến thức giới chính là Pháp giới. Pháp giới tức là địa giới cho đến thức giới. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, cũng chẳng lìa nhân duyên cho đến tăng thượng duyên. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên chính là Pháp giới. Pháp giới tức là nhân duyên cho đến tăng thượng duyên. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải là các pháp theo duyên sanh ra, cũng chẳng lìa các pháp theo duyên sanh ra. Các pháp theo duyên sanh ra chính là Pháp giới. Pháp giới tức là các pháp theo duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải vô minh cho đến lão tử, cũng chẳng lìa vô minh cho đến lão tử. Vô minh cho đến lão tử chính là Pháp giới. Pháp giới tức là vô minh cho đến lão tử. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng lìa bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chính là Pháp giới. Pháp giới tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chính là Pháp giới. Pháp giới tức là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng chẳng lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chính là Pháp giới. Pháp giới tức là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng chẳng lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chính là Pháp giới. Pháp giới tức là pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, cũng chẳng lìa pháp nội không cho đến vô tính tự tính không. Pháp nội không cho đến vô tính tự tính không chính là Pháp giới. Pháp giới tức là pháp nội không cho đến vô tính tự tính không. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng chẳng lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Thánh đế khổ tập diệt đạo chính là Pháp giới. Pháp giới tức là thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng chẳng lìa tám giải thoát cho đến 10 biến xứ. Tám giải thoát cho đến 10 biến xứ chính là Pháp giới. Pháp giới tức là tám giải thoát cho đến 10 biến xứ. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cũng chẳng lìa tịnh quán địa cho đến Như Lai địa. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa chính là Pháp giới. Pháp giới tức là tịnh quán địa cho đến Như Lai địa. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa, cũng chẳng lìa cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa. Cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa chính là Pháp giới. Pháp giới tức là cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, cũng chẳng lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa. Tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa chính là Pháp giới. Pháp giới tức là tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng chẳng lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Năm loại mắt, sáu phép thần thông chính là Pháp giới. Pháp giới tức là năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải là 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng lìa 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng chính là Pháp giới. Pháp giới tức là 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng chẳng lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chính là Pháp giới. Pháp giới tức là pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chính là Pháp giới. Pháp giới tức là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, cũng chẳng lìa 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ chính là pháp giới. Pháp giới tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, cũng chẳng lìa quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề. Quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề chính là pháp giới. Pháp giới tức là quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải là tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, cũng chẳng lìa tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chính là pháp giới. Pháp giới tức là tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải là pháp thiện ác, cũng chẳng lìa pháp thiện ác. Pháp thiện ác chính là pháp giới tức là pháp thiện ác. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải là pháp hữu ký vô ký, cũng chẳng lìa pháp hữu ký vô ký. Pháp hữu ký vô ký chính là pháp giới tức là pháp hữu ký vô ký. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải là pháp hữu lậu vô lậu, cũng chẳng lìa pháp hữu lậu vô lậu. Pháp hữu lậu vô lậu chính là pháp giới tức là pháp hữu lậu vô lậu. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải là pháp thế gian và xuất thế gian, cũng chẳng lìa pháp thế gian và xuất thế gian. Pháp thế gian và xuất thế gian chính là pháp giới tức là pháp thế gian và xuất thế gian. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải là pháp hữu vi vô vi, cũng chẳng lìa pháp hữu vi vô vi. Pháp hữu vi vô vi chính là pháp giới tức là pháp hữu vi vô vi. Phật bảo thiện hiện. Đúng vậy, như lời ông nói. Trong chân pháp giới không có tất cả các loại phân biệt khí luận. Pháp giới chẳng phải sắc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lìa sắc thọ tưởng hành thức. Pháp giới tức là sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức tức là pháp giới. Như vậy cho đến pháp giới chẳng phải là pháp hữu vi vô vi, cũng chẳng lìa pháp hữu vi vô vi. Pháp giới chính là pháp hữu vi vô vi, pháp hữu vi vô vi tức là pháp giới. Lại nữa, thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu đại bồ tát nào thấy có pháp lìa pháp giới thì chẳng phải là hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà họ mong cầu một cách đúng đắn. Vì thế này thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát không thấy có pháp nào lìa chân pháp giới. Thiện hiện nên biết, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát biết tất cả pháp tức là chân pháp giới, nhưng bằng phương tiện thiện xảo, đối với pháp không có danh tướng, vì các hữu tình vị ấy mượn danh tướng nói, đây là sắc thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, đây là nhãn giới cho đến ý giới, đây là sắc giới cho đến pháp giới, đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đây là nhãn xúc cho đến ý xúc, đây là các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới cho đến thức giới, đây là nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, đây là các pháp do nhân duyên sanh ra, đây là vô minh cho đến lão tử, đây là pháp thiện pháp ác, đây là pháp hữu ký pháp vô ký, đây là pháp hữu lậu pháp vô lậu, đây là pháp thế gian pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu vi pháp vô vi, đây là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, đây là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đây là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đây là pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đây là pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, đây là chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đây là thánh đế khổ tập diệt đạo, đây là tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Đây là tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, đây là cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa, đây là tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, đây là năm loại mắt, sáu phép thần thông, đây là mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đây là pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, đây là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, đây là quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề.
đề. Đây là tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát. Đây là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Giống như nhà ảo thuật giỏi hoặc các đệ tử của vị ấy ở trước mọi người, cầm một ít vật biến hóa làm các loại sắc tướng khác nhau, hóa làm nam nữ lớn nhỏ hoặc hóa làm các loại cầm thú, voi ngựa, trâu dê, lạc đà, lừa gà, hoặc hóa làm thành ấp xóm làng, vườn cây ao hồ, trang nghiêm đủ cách rất là đáng ưa, hoặc hóa làm quần áo, đồ ăn thức uống, nhà cửa ngọa cụ, hương hoa anh lạc, các loại chân bảo của cải lúa kho tàng, hoặc hóa làm vô số các loại kỹ nhạc, kỹ nữ, làm cho vô số người vui vẻ hưởng lạc, hoặc hóa làm các loại hình tướng làm cho họ thực hành bố thí, hoặc dạy họ trì giới, hoặc dạy họ an nhẫn, hoặc dạy họ tinh tấn, hoặc dạy họ tập định, hoặc dạy họ tu huệ, hoặc lại thị hiện sanh các dòng họ đới như sát đế loại cho đến cư sĩ, hoặc lại hóa làm các núi biển cả, núi rượu cao, núi luân vi, hoặc lại thị hiện sanh ra trời tứ đại vương chúng cho đến trời tha hóa tự tại, hoặc lại hiện sanh trời phạm chúng cho đến trời sắc tiếng cánh, hoặc lại hiện sanh trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc lại thị hiện làm dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác, hoặc lại hiện làm đại bồ tát từ lúc mới phát tâm tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, học trụ pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, hoặc trụ trơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì, học trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, phát sanh các loại thần thông thù thắng, phóng đại quang minh, chiếu các thế giới, thành thục hữu tình, trang nghiêm cõi Phật, dạo qua tất cả tịnh lự, giải thoát đẳng trì đẳng trí, các đà la ni và tam ma địa, tu hành các loại công đức của Phật, hoặc lại hóa ra hình tượng Như Lai đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp viên mãn trang nghiêm, thành tựu 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, và vô lượng vô biên công đức thù thắng, bất khả tư nghì, này thiện hiện để mê hoặc người khác, nên ở trước mặt mọi người, nhà huyễn thuật và các đệ tử của ông ấy hóa làm các việc huyễn hóa như vậy. Sau khi thấy việc này, những nam nữ lớn nhỏ thiếu hiểu biết trong số ấy đều kinh ngạc khen, kỳ lạ thay, người này thật tài giỏi, có thể làm các việc hy hữu cho đến có thể tạo ra thân Như Lai, tướng tốt trang nghiêm đầy đủ công đức, làm cho mọi người thích thú tài năng vừa hiển bày của mình. Sau khi thấy việc này, những người có trí trong số ấy nghĩ, thật là thần dị, người này làm sao có thể hiển bày việc này, tuy trong ấy không có việc thật nào có thể nắm bắt được, nhưng nó làm cho người ngu mê lầm, thích thú, tưởng là vật thật. Đối với vật không thật, chỉ có người trí thấu rõ các việc ấy đều là không, nên tuy có thấy nghe nhưng không chấp trước. Hết quyển thứ 472.